Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn làm cách nào để thay cái water pump của cái xe Ford, nó gọi là Ford S Escape, rồi nó giống nhau, mà cái máy này là bốn máy nha quý anh chị các bạn. Nó gọi là Ford S 2.0, máy 2.0. Cái water pump nó bị leaking. Ok. Cái này là của hàng xóm mình, nó mua cái water pump ở dealer rồi, nó mua sẵn rồi, coolant nó mua sẵn rồi. Đây là mình cho quý anh chị và các bạn coi. Ok. Xong là bây giờ mình thay cho nó thôi. Đây là cái part number over here. Nếu mà quý anh chị nào không ấy thì cứ coi video này giùm part number. Ok. Bây giờ làm cái này rất là dễ làm, mình nghĩ maximum là nửa tiếng đồng hồ là xong. Ok, nhưng mà mình cố gắng mình quay cho quý anh chị các bạn coi, rất là dễ làm. Có 3 ốc thôi. Tổng cộng mình nghĩ 6 con là mở cái bèo rồi. Ok. Giờ let's do together. Ok. Ok quý anh chị và các bạn, bây giờ mình mở cái bèo này ra, cái water pump làm cái này, mở cái bèo này ra thôi, trước mắt mở cái bèo ra, rất là dễ làm, mình cố gắng mình làm rất là lẹ, okay. Cái này làm easy luôn, cái chớp này làm mình nghĩ là 15 phút, nửa tiếng là maximum. Mình lấy cái này mình tăng, lấy cái này ra mua làm để trước khi mình mở con bèo này ra đó, mình chỉ cho quý anh chị cái trick này luôn, mở cái ốc này ra, ốc này nó hơi khó nè, ốc này nè, ốc cái water pump nè. Mình đút cái air ratchet vô, mình bắn nó ra thử cho nó ra. Cái water pump này nó bị leaking. Okay. Không biết có room thì mình thọt vô không. Không có room thì mình thọt vô. Anyway, no big deal. Dùng screwdriver mình hô rồi. Cho mình mở như vậy. Đứng này cho cái hô nó cho dễ chứ. Đây, cho mình một cái này. Ok, hai con. Xong rồi mua cái con cứng này. Tại vì nó bỏ cái ratchet vô được, cái gì ratchet vô được thì nó bé đây. Nó rung. Ok. Nó lại đi. Thank you.
Ok, bây giờ mình chỉ phải lấy cái này ra. Xong mình vu nó. Nè, mổ hồng của đây này. Mình lấy cái con bèo rồi. Nó rất là dễ. Ok. Cái đẩy con bèo quăng bên này, đừng có đụng vô gì hết, đẩy nguyên con lắp mình đắp đi cho nó dễ. Rồi xong rồi thấy cái này thôi. Mình lấy này ra, lấy cái poly ra. Ok, giờ mình mở ba ốc qua đọc âm nào. 1, 2, 3. Ok, đọc này ốc số 8. Ok, mình dùng cái rác dịch mình mở cho nó lại ra. Ok. Đây mình thấy được thò tay vô làm. Ba con à, sắp ở khó ra. Cái bị tay nó rất là nhỏ. Nó rất là nhỏ, cái siêu á. Nó cấn cái siêu không ra. Nước khô lên rồi.
chạy gì chạy qua được không? Yeah, it's the water from the oven. Chạy cái siêu rồi anh chị các bạn. Thằng này qua đây. Qua đó phòng này mua điều lờ luôn nha. Cannot go wrong, not a one. There's only one way to go. Only one way nha, quý anh chị các bạn. That's it. Còn dưới bắt cho nó là xong. Ok, giờ mình siết đều vô nữa, mình bắt trong beo, bắt cái pulley nó là xong rất là lẹ. Giờ mình lấy dùng cái coil in ratchet nha, chứ mình không có dùng TA siết dễ gãy lắm. Vừa cứng hơn. Okay, so what pool are you doing? Vậy nên có ba ngóc không? Ratchet cho nó lại á, không có rung mình dùng phần nhỏ hơn. Okay. Nếu mình tiếp tục check mình siết lại là xong, mình bỏ bèo vô, coi như cái phần này là xong rồi đó. Rất là dễ làm quý anh chị các bạn thấy không? Easy luôn á. Rồi bỏ con beo nữa là xong. Rồi, con beo cũng dễ bỏ vô luôn.
xong rồi đó, mình nghĩ vậy là xong rồi. The project everything là done. Thì mình lụm đồ nghề của mình lên, nãy mình bị rớt. Trước khi mình nổ máy, mình chế nước cho nó sạch sẽ nha quý anh chị và các bạn nha. Xong mình trước châm khô lình vô. Bây giờ ra đây mình chào quý anh chị và các bạn là xong. Đây là cái water pump bó bèo xong, lát mình siết ốc này, mấy double check mấy ốc lại nó là xong. Ok quý anh chị và các bạn, như mình đã hướng dẫn xong thay cái water pump của cái xe Ford F 2015-2016. Cái máy nó là 2.0, 4 máy thôi, làm rất là dễ, có 3 con ốc thôi. Ok, rất là dễ làm, trong vòng nghĩ là 15 phút đồng hồ thôi. Ok, bây giờ mình châm cô lên, mình nổ máy vô mấy cái đó thì nó lâu, mình không muốn làm lâu với quý anh chị và các bạn. Ok, cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian để theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn cái next video. See you next video. Ok, bye.